Phật dạy, may mắn đến từ đâu? Một, từ sức khỏe tốt. Mạnh khỏe cũng là một phúc phần, thân tâm mạnh khỏe thì mọi việc đều thuận lợi. Hai, từ tấm lòng lương thiện. Lương thiện gốc ở tấm lòng, đức dày ở hạnh bao dung. Có đức hạnh thì đi đến đâu cũng được yêu thương và đối xử tốt. Ba, từ những suy nghĩ tích cực. Tâm thái tích cực vui vẻ thì mọi việc tự nhiên suôn sẻ và may mắn. 4. Từ tính tình hòa nhã. Người mà tính tình nóng tính, thần may mắn cũng không muốn đến gần. Vậy nên cần tập tính ôn hòa, đừng hở chút nổi giận mà tổn phước. 5. Từ ngôn ngữ thiện lành. Người nói chuyện vui vẻ thì thần sắc tươi tỉnh, thu hút vận khí tốt, may mắn đến với mình.